Kính chào quý vị đến với chuyên mục Gia đình cầu nguyện với lời Chúa. Hôm nay, thứ năm tuần 21 thường niên, nhằm ngày 29 tháng 8, lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Xin mời quý vị lắng nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người Anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Suy niệm. Khổng Tử nói, biết đạo lý không bằng thích nó không bằng vui làm theo nó, và nghe được điều nghĩa mà không làm theo, có lỗi mà không sửa đổi, đó là những mối lo của ta. Vua Herode đã biết tới đạo lý thật nhờ tiếng nói của Gioan, đã thích thú với nó nhưng lại không làm theo nó. Vua được báo cho biết đã sai lầm khi lấy bà Herodia, vì bà ta là vợ của anh vua. Nhưng vua vẫn phớt lờ. Cái sai càng nối tiếp cái sai, khi chỉ vì một lời hứa lúc cao hứng mà vua đã chặt đầu một người công chính. Vua Herode đã biết được sự thật, nhưng không dám đứng về phía sự thật, vì muốn bảo vệ địa vị của mình. Qua mọi thời, vẫn còn nhiều Herode trong các xã hội. Các Herode ấy chính là những người chai lì trước lỗi lầm của mình, bưng tai bịt mắt trước các bất công xã hội vì muốn yên thân. Sâu xa trong những não trạng suy đồi ấy, chính là việc người ta không còn tin tưởng vào công lý và tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta có thấy mình rơi vào những não trạng ấy không? Lạy Chúa, xin biến đổi con tim sợ hãi của chúng con, để chúng con can đảm làm chứng cho sự thật. Amen.